cho phép được yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Như vậy là một tuần nữa lại trôi qua, Phương Hiếu và Hồ Bích Trâm hân hạnh chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Thưa quý vị, Cho phép được yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Khung giờ quen thuộc của chúng tôi đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay có sự góp mặt của bốn vị phụ huynh và bốn chàng trai dễ mến. Đầu tiên là cô Ngọc Lan, cháu Thanh Trung, cô khéo léo, cháu mạnh mẽ. Thứ hai là mẹ Nguyễn Phụng, con Văn Thái, mẹ Diệu Hiền, con Hoạt Bát. Thứ ba là dì Mỹ Lan, cháu Quang Huy, dì tươi trẻ, cháu Vĩnh Chu. Cuối cùng là mẹ Nguyễn Mỹ, con Thanh Hậu, mẹ vui tính, con tình cảm. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với bốn gia đình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mời quý vị theo dõi đoạn video clip giới thiệu sau đây. Xin mời. Nguyễn Ngọc Vân Anh, cô nàng xinh xắn sinh năm 1996, hiện đang là chuyên viên bất động sản, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp trường đại học Khu Thép, Vân Anh có một thành tích học tập cực kỳ đáng nể. Trong đó, cô nàng đã từng là thành viên trong đội tuyển Olympic văn thành phố, đạt thành tích sinh viên năm tốt trong khoảng thời gian học đại học. Ngoài ra, Vân Anh còn có thể giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Chắc có lẽ vì quá tập trung cho công việc học tập mà Vân Anh vẫn chưa có một mối tình bắt vai nào. Đến với Cho phép được yêu hôm nay là cơ hội để Vân Anh có thể tìm kiếm cho mình một mối quan hệ đầu tiên và lâu bền. Một mối quan hệ có thể cùng cô chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Vân Anh chia sẻ, cô rất thích mẫu người bạn trai trưởng thành, một người phải quan tâm cuộc sống của nhau, có thể giúp đỡ nhau và hỗ trợ nhau khi cả hai có khó khăn và cùng hưởng thụ những thành quả mà cả hai đạt được trong cuộc sống. Vai anh khi có đầu em tựa, tất cả buồn vui của cuộc đời. Hãy cùng chào đón Vân Anh tại Cho phép được yêu. Anh ơi, trên đoạn video clip anh Hiếu được nghe là Vân Anh chưa có mối tình nào. Dạ đúng rồi ạ. Tại sao lại như vậy? Hả? Tài giỏi xinh đẹp, tại sao lại chưa nghĩ tới chuyện yêu đương? Dạ, cái đích đến của em trong cuộc sống á, không phải là vì bản thân mà em muốn làm cho mẹ em hạnh phúc và vui vẻ. Và em đang trên con đường tạo niềm vui cho mẹ và mẹ em đang rất hạnh phúc về điều đó. Thì cho nên là em nghĩ là cái hôn nhân á, nó chỉ dành cho những người sợ cô đơn và muốn có đôi. Còn em có sẵn một cái niềm vui ở nhà như vậy rồi thì tại sao em lại muốn có đôi ạ? Dạ. Vậy thì bây giờ em đến đây làm chi? Chị đang tắc mắc. Dạ, thì em đến đây để tham gia và em nghĩ là cũng là một cái giao lưu vì cái tuổi của em cũng nên kiếm một người bạn để mình chia sẻ xem, cũng như là tự cho mình một cơ hội. Và mẹ em cũng về chia sẻ với mẹ thì mẹ nói là nên tham gia đi. Nên là em cũng muốn mẹ đến tham gia bởi vì bản chất có mẹ em cũng là một người có máu nghệ sĩ, nghệ thuật. Dạ, cho nên mẹ cũng sẽ rất là thích thú khi mà được lên chương trình Cho phép được yêu. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hội đồng nhà gái của Vân Anh. Xin mời. Kính chào tất cả các gia đình cùng khán giả đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và xin chúc sức khỏe tất cả. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Vân.
Và tôi quê quán thì ở Bạc Liêu nhưng mà sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã 40 năm rồi. Và nhà cửa thì đang ổn định ở thành phố với hai con. Và mình độc thân từ khoảng mười mấy năm nay. Mẹ độc thân từ khoảng mười mấy năm nay à? Hèn chị mẹ trẻ trung và xanh điệu quá. Bởi vì mới muốn lên chương trình Được Yêu mà con nó được yêu, không biết mẹ có được yêu không. Rồi vậy thì bây giờ hỏi tới bạn nha, này là bạn thân. Dạ, em với Vân Anh thân nhau 10 năm rồi anh. Là bạn thân 10 năm và làm chung luôn là chuyên viên tư vấn bất động sản. Dạ chính xác ạ. Hồi đó giờ dù là chưa có mối quan hệ nào nhưng có bao giờ Vân Anh đây chia sẻ rằng có cái gu nào đó mà Vân Anh thích? Cái gu của Vân Anh là sẽ là một người hơi ốm, cân đối chứ đừng mập quá. Biết nấu ăn nè. Biết nấu ăn. Bạn em là một người rất ít nói cho nên sẽ cần một người nói nhiều hơn. Lần đầu tiên anh mới nghe một chuyên viên tư vấn bất động sản mà ít nói đó. Ý của bạn em là em sống theo kiểu nội tâm, ít chia sẻ. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, và như vậy chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Phương Hiếu và Hồ Bích Trâm, mời quý vị cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu. Ở vòng đầu tiên này, lần lượt từng vị phụ huynh sẽ đưa ra một từ khóa đặc trưng về con trai của mình để gây ấn tượng với gia đình Vân Anh. Liệu vị phụ huynh nào sẽ là người khôn khéo ghi điểm trong mắt nhà gái? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay nào. Bây giờ xin mời gia đình đầu tiên ạ. Cô có thể dùng một cái từ khóa nào để mà nói về con của mình được không ạ? Một từ ạ. Ngon. 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 Ngon cơm. Ngon đặc sản hay cô? Ngon lắm. Ngon lắm, tươi ngon. Ngon dữ. Ngon dữ. Tôi sẽ giải thích cái từ ngon tôi vừa đưa ra là cháu trai tôi cao 1m78. Cháu thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Cho nên cháu có một body rất là chuẩn. Nhìn là thấy xoái ca. Nhìn là xoái ca. Nhìn là xoái ca. Trai như Hàn Quốc. Dạ, không biết là da có trắng không ạ? Trắng. Mắt nâu không ạ? Mắt to. Mũi cao không ạ? Mũi cao. Dạ. Mũi thiệt hay mũi giả cho cô? Không, cháu trai của tôi là hoàn toàn đồ thiệt, không giả tí nào hết. Dạ. Chị cho em hỏi coi cháu nó thành công trong lĩnh vực nào? Cháu thì học đại học kinh tế tài chính, nhưng mà cháu lại không theo cái nghề mà cháu học. Bây giờ là cháu làm người mẫu ảnh và cháu kinh doanh thời trang. Nói chung kinh tế của cháu bây giờ là rất là ổn định. Yeah. Bây giờ sẽ là gia đình số 2. Mời cô ạ. Một từ khóa là vàng. Vàng. Cục vàng. Vàng 49. Vàng 18. Nhìn cáo đi, vàng khè. Vàng đang lên. Vàng đang lên này đúng không? Cái này hợp lý. Vàng đang chiếu xu thế. Thấy cái dây chuyền của cô là hiểu rồi đó. Thưa quý vị, với từ vàng như vậy á, nghĩa là con vàng, con bạc, thậm chí là con cầu, con khẩn. Và đúng con rồi. Một nữa, chắc chắn phải được ba mẹ rất là cưng chiều. Ở nhà cô có cưng chiều em không ạ? Thì nói chung thì một có đứa con một thì phải chịu rồi. Nhưng mà chiều thì đúng chuyện. Con một nhưng mà ngoan. Em thì em muốn là con em lấy chồng thì phải có học thức. Nên em muốn hỏi chị câu là cháu nó học đến đâu rồi? Cháu nó học tốt nghiệp đại học hướng dẫn viên du lịch. Giờ nó đang theo nghề hướng dẫn viên du lịch là tốt. Vâng thưa quý vị, gia đình số 2 với từ khóa đó chính là vàng. Vậy thì gia đình số 3 dì Út Mỹ Lan sẽ chọn một từ khóa dành cho cháu mình là gì ạ? Là từ tươi. Tươi, trời tươi à. Có bao giờ em gặp một chàng trai nào đó trên đường mà em thấy tươi quá không? Em nghĩ cái từ tươi này là từ trong tâm hồn anh chứ không phải từ vẻ bề ngoài. Vậy hả? Dạ. Cũng giống như là bạn nữ nói là đã đúng được 50% là từ trong sắc thái, ngoại hình. Và cái nữa là vì tính chất công việc á, là quạt náo thì Quy á, là sẽ luôn muốn mọi người á, tươi vui khi tiếp xúc. Hoạt náo nghĩa là sao? Hoạt náo viên ạ? Hoạt náo là tại vì tính chất công việc là MC thì lúc nào cũng phải quạt náo mang niềm vui đến cho mọi người. Thật ra là MC. Thì tôi cũng muốn hỏi chị cháu nó học tới đâu rồi, tại vì tôi là quan trọng vấn đề học lực của cháu. Cái đó thì vấn đề đó thì chị cứ yên tâm, tại vì bé Quy là đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành điện tử. Dạ là thủ khoa chuyên ngành điện tử là ra làm MC ạ? Tại vì cậu bé đam mê cái nghề đó. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với lại gia đình số 4. Cô ơi, bây giờ mình có một cái từ khóa nào đặc biệt để dành cho con của mình không ạ? Thì con trai mình, cô có cái từ khóa là bóng.
Oh my bóng. God. Dạ, không lẽ bóng 7. Bóng 7. Bóng 7. Thuộc giới LGBT à? Là diện quá. Có anh thuộc chừng sao mà lên đây được. Nhưng mà tại vì cái từ khóa là bóng. Bóng ở đây có nghĩa là bạn nam này là một người điệu đà. Bóng 7, thích chải chuốt. Cái bóng đó đó em nghĩ nó giống như một trái bóng vậy. Có khi nào nó dễ vỡ, mong manh không à? Cô hay là bóng bóng giá yeah. Bóng ở đây là cháu nó rất là yêu về nghệ thuật tạo hình bong bóng. Nó hay làm chú hề, nó làm bên chú hề chưa, nó làm bong bóng cho những đứa trẻ. Tại vì nó rất là thích yêu trẻ em và nó hay đi diễn cho cái tạo hình của bong bóng. Dạ, yeah, thổi bong bóng. Vậy là em cũng có yêu mến nghệ thuật nè. Và em yêu trẻ nhỏ. Đúng rồi. Em muốn hỏi coi cháu nó đã học tới đâu rồi vậy chị? À, cháu nó đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm. Nó thích trẻ em á, cho nên nó học cái đó. Xong rồi bây giờ nó lại thích bên sân khấu. Giờ nó đang học đạo diễn. Dạ yeah. Dạ cô ơi, vậy là cái nghề mà hồi nãy cô nói là tạo hình bong bóng á, là chỉ là một cái nghề tạm thời thôi đúng cái không? Cái đó là nó nghề phụ là trong những cái thời gian rảnh rỗi. Dạ, còn cái rồi. Cái chủ đạo của em là đạo diễn. Dạ yeah. Như vậy là chúng ta đã có đủ những cái thông tin và cũng đã đủ thời gian để cho phần tương tác ngay lúc đầu này rồi. Bây giờ là lúc đưa ra quyết định khó khăn đầu tiên của chương trình Cho Phép Được Yêu ngày hôm nay. Gia đình nhà gái, hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị lựa chọn dừng cuộc chơi tại đây là gia đình số mấy? Thật sự thì tôi cũng rất là khó xử là vì bốn vị ở đây thì người nào cũng xứng đáng hết. Nhưng mà trong chương trình thì bắt buộc phải loại một. Thì mình thấy cái nó không có phù hợp với con gái mình, với gia đình mình thì bắt buộc mình phải loại. Và tôi xin chính thức loại gia đình số 2. Gia đình số 2 ạ. À. Cục vàng của chương trình. Cục vàng nhưng mà tôi thì không quan trọng vấn đề cục vàng. Tôi chỉ quan trọng là chăm sóc con gái tôi đàng hoàng. Và khi mà lấy nhau thì phải có thời gian lo cho con tôi. Là chính. Nhưng mà anh ấy thì hầu như là tôi thấy là ít có thời gian. Theo qua cái sự dự đoán của tôi là như vậy. Dạ, mẹ ơi. Rồi bây giờ nghe vậy rồi có buồn không mẹ? Thì cũng buồn, buồn lắm. Đến đây thấy cô gái này thì cũng vừa bụng vừa ý. Cũng hợp với con trai mình lắm. Cha hợp mình lắm. Cao gá, đẹp trai lắm. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, tại sao nãy giờ cái chi tiết đó mẹ không nói ra? Đâu có hỏi đâu nói. Dạ đâu hỏi bên kia mẹ... tự tin khoe con trai người ta là ngon, 1m8, 6 múi. Mà mẹ thì mẹ đợi hỏi mẹ mới nói. Tại mình không thì hỏi tới đâu mình nói tới đó, mình đâu dám khoe. Tức quá mẹ ơi. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón bạn Trần Văn Thái có mặt tại sân khấu này để xem dung mạo bạn ấy như thế nào nha. Xin chào. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được hân hoan kính chào quý ông và xin kính chào quý bà. Kính chào quý cụ già, chào luôn mấy em trẻ, chào mấy anh to khỏe, chào mấy cô thanh tao, chào mấy cô chú phía sau và chào luôn mấy cậu dì ở phía trước. Và lời chào có hấp tấp xin quý vị bỏ qua, cầu chúc cô bác gần xa từ trong nhà ra phố chợ. Dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào, ai có nói da nói giàu cũng xin chào tất cả. Và lời chào nghe có đã xin quý vị vỗ tay. Quang miếng đồ ha. Dạ. Quang miếng đồ hài hước đồ ha. Dạ, tại vì nghiệp của mình lên đây. Tại vì được chọn ngay cái vị trí đầu á, cho nên em cũng hơi vui, cho nên ấy xin lỗi hơi buồn. em tạo miếng cho nó vui chút xíu. Em cũng hơi vui cho nên tạo miếng cho nó vui. Chứ hơi buồn, cái ai cũng có tâm lý vậy lắm em. Dạ. Nhưng mà cũng ráng làm cho mình vực lại tinh thần phải không em? Dạ. Chứ mình dù gì cũng con vàng con bạc phải không? Dạ. Mình cũng đại gia bạc liêu mà đúng không? Dạ. Con một nữa. Lỗi con ta, con dạ. Một nữa. Với lại cũng cùng quê cho nên cùng quê bạc tiếc. Liêu nữa. Chèn ơi. Bộ đi làm hướng dẫn viên du lịch là em phải đi đâu, đi tới đi lui hoài hả em? Nói chung là nếu như mà về cái thời gian để mình chăm sóc gia đình á, thì mình sẽ có một cái gọi là một cái nghệ thuật khéo léo để khi mà mình không có ở nhà và khi mình có ở nhà mình sẽ bù đắp đủ cho người thân của mình. Dạ. Trời ơi.
người ta còn biết bù đắp nữa đó mẹ. Người ta còn biết dùng từ bù đắp nữa, có nghĩa là người ta cũng biết cái thời gian nào là để làm việc, cái thời gian nào là ở bên cạnh người yêu, chứ không phải là không có thời gian chăm sóc đâu mẹ. Từ nãy giờ thì cô lội con thì cô rất là xin lỗi, là vì chương trình bắt buộc phải lội một người. Yeah. Nhưng mà một người mà cô chưa từng thấy mà cô chỉ suy diễn cô lội thì đó là một cái mà do một cái chương trình, là lỗi của chương trình, phải lỗi của cô. Ở đây cô thấy con nói chuyện thì rất hay và rất trôi chảy mà rất khôn ngoan. Thì cô không chê con điểm nào hết. Nhưng mà do là con không nói được cái câu nói như vậy. Có nghĩa là em ơi, cho dù anh làm du lịch hay em làm cái gì không cần biết, nhưng mà khi mà lấy, sau khi hai đứa mình kết hôn nhau rồi thì hãy em cần là có anh. Yeah. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em và không để em hỏi một câu nào là anh ơi anh ở đâu. Yeah. Là điều đó mẹ sẽ không lo lắng và mẹ đồng ý ngay. Không cần con phải là có của cải hay là vàng bạc châu báu gì hết. Yeah. Yeah. Đấy. Nhưng mà bây giờ có nói với cô là như vậy cũng muộn rồi. Và sau đây cô lỗi con, cô không hối hận. Dạ cảm ơn cô. Em thật sự cũng xin lỗi chị. Là vì chương trình phải lỗi một người. Với lại hơn nữa con gái tôi thì nói về cái bề ngoài thì không sánh được con trai chị. Về cách tiếp giao tiếp hay là về cái bề ngoài, giảm bề ngoài thì con chị vẫn hơn con tôi. Không chị đừng, không, mình đừng có nhìn bên ngoài mà mình nhìn bên trong. Dạ. Dạ. Bây giờ mà em xin phép được làm bạn với chị. Dạ. Và chúng nó có thể làm anh em hoặc là làm bạn bè được. Dạ, dù là tụi nó không có duyên nhưng mà tụi nó vẫn là bạn. Nói chị nghe, thì tại vì chị đã bị lội rồi nên nó hụt hẳn, nó không nói được câu nói của chị nói. Nên thì cũng như bây giờ mình hòa nhau đi. Còn nói về sắc đẹp hay nói về bên ngoài thì không quan trọng. Không, cái đó cũng quan trọng lắm mà. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến gia đình, gửi lời chào đến mẹ Phục và em Thái. Cho phép được yêu. Thật tiếc cho Văn Thái, chàng hướng dẫn viên du lịch hoạt ngôn và dễ mến đã bị loại quá sớm. Trong ba chàng trai còn lại, liệu ai sẽ là người đáp ứng được kỳ vọng của gia đình Vân Anh? Hãy đến với vòng thứ hai ngay bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với video clip đầu tiên của gia đình đầu tiên ạ. Xin mời. Xin chào, tôi là cô của Thành Trung. Thành Trung năm nay 23 tuổi, cháu quê ở Lâm Đồng và về Sài Gòn học Đại học Tài chính Kế toán. Cháu ở với tôi được 5 năm. Thành Trung học Đại học Kế toán Tài chính ra nhưng mà cháu không có theo cái nghề. Tuy rằng gia đình cũng rất là muốn cháu theo cái nghề đó tại vì cháu học cũng rất là giỏi. Nhưng mà bây giờ biết làm sao được, cháu lại thích theo cái nghề mẫu ảnh và cái nghề mà thời trang. Cho nên cháu đã tự lập và cháu đã mở cái shop thời trang. Cháu cao ráo, chẳng chẹo, đẹp trai, rất là thư sinh và lại yêu thích thể thao nữa. Cho nên là có một cái form người hiền rất là bắt mắt. Tính của cháu thì hiền lành, dễ thương, dễ gần. Lúc còn đi học cũng có nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng mà cháu có cái tính là rất là hay quên. Cứ làm cái gì, lo suy nghĩ cái gì đâu không à. Nhiều khi làm đâu bỏ đó, rồi nhiều khi quên cả những cái cuộc hẹn với bạn bè. Cho tới một lần cháu đi uống cà phê trong cái quán cà phê đó, mãi vui vẻ với bạn bè nói chuyện xong rồi đi về quên luôn điện thoại ở quán. Cũng rất may là có một cô bé đã nhặt được cái điện thoại đó của Thành Trung và tìm mọi cách để trả lại cho Thành Trung. Thế là hai cháu cũng có gặp và quen nhau một thời gian. Mối tình của hai cháu cũng rất là dễ thương. Nhưng mà một thời gian thì hai cháu do công việc cho nên là không đi tới đâu được hết á. Con gái à, giữa cuộc đời trăm ngàn cám dỗ, thế nhưng Trung chỉ muốn là bến đỗ của mình con thôi. Wow. Chúng ta đã có thêm thông tin về chàng trai của gia đình số 1. Vậy thì bây giờ để xem là video clip mà dì Út Mỹ Lan giới thiệu về cháu trai của mình có thêm những thông tin gì. Xin mời quý vị theo dõi. Quy là MC, diễn viên. Ở nhà Quy là một cậu bé rất là hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép. Đặc biệt á, là Quy rất là thương và yêu quý gia đình của mình. Quy thích thể thao
đặc biệt như là cầu lông, bơi lội và tập gym. Ngoài thời gian đi làm và đi học ra thì Quy còn rất là thích chụp ảnh và đi du lịch đó đây để tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích để hoàn thiện bản thân của mình. Từ nhỏ Quy rất là ham học. Sau này khi mà lên Sài Gòn học đại học ở bên ngành điện thì là đạt được thủ khoa. Và một mình tự lập ở trên Sài Gòn này là một người có ý chí tiến thủ, là không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Quy rất là lễ phép, hiếu thảo, không có làm gì để mất lòng người lớn hết trơn. Nhưng mà có cái khuyết điểm là Quy rất là nóng tính. Nếu mà chuyện đó không phải thì có thể nổi xung lên lúc đó, nhưng mà qua rồi là thôi. Mong là đợt này tham gia chương trình này á thì Quy sẽ tìm được một cô bạn gái để kiềm chế lại cái tính nóng nảy của Quy, để cho Quy có thể chững chạc, trưởng thành hơn. Người ta có thể mất vài giây để nói là yêu, nhưng có thể dùng cả cuộc đời để chứng minh điều đó. Và dì tin là Quy của dì sẽ chứng minh và làm được điều đó. Hãy cho Quy của dì một cơ hội nhé. Bây giờ sẽ là gia đình tiếp theo, chúng ta sẽ cùng coi video clip ạ. Hiện nay Thanh Hậu 23 tuổi. Thanh Hậu đang học đạo diễn trường nghệ thuật sân khấu. Cháu đang là diễn viên tự do. Ngoài việc đi làm thêm, cháu còn học thêm là hai môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật để trau dồi nghề nghiệp cho mình để trong tương lai tốt hơn. Cháu năm cao cỡ 1m7, cái dáng thư sinh lắm mà nhìn cái mặt đó rất là trẻ hơn cái số tuổi nữa. Nhìn Hậu thì rất là hiền lành, dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ. Hậu nó rất là thích về trẻ con cho nên nó hay mặc những quần áo sặc sỡ và đi biểu diễn làm tạo những cái niềm vui cho những đứa trẻ. Hậu sống rất là tình cảm, rất là thương mẹ. Mà như những lần mà Hậu có tiền về lãnh lương, Hậu thường mời mẹ đi ăn chỗ này chỗ kia. Rồi mẹ đi đâu thì Hậu hay hỏi mẹ đi chừng nào về, lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ hết á. Ở nhà thì Hậu có cái tính là trẻ con với mẹ là hay nhõng nhẽo với mẹ, đòi mẹ cái gì là đòi cho được, ước cái gì cũng ước cho được. Nhưng mà ba thì nghiêm khắc, cho nên Hậu không có nói chuyện với ba nhiều, suốt ngày cứ về cứ kể chuyện với mẹ. Con gái à, con hãy chọn Thanh Hậu nhà mẹ nha. Thanh Hậu nhà mẹ rất là hiền, rất ngoan mà có cái tính rất là yêu trẻ con. Và chắc chắn tánh tình như vậy thì Thanh Hậu cũng sẽ rất là yêu thương con. Wow. Và thưa quý vị, như vậy là ba đoạn video clip đã cho thêm rất nhiều những thông tin để cho nhà gái có thể tìm hiểu và khai thác sâu hơn về ba chàng trai của ba gia đình còn lại. Và bây giờ, thời khắc nghiệt ngã đã đến. Gia đình nhà gái hãy cho chúng tôi biết cái tên mà quý vị lựa chọn để dừng cuộc chơi ngay tại đây là gia đình số mấy? Dạ, tôi xin nói thẳng là gia đình số 3. Gia đình số 3. Thấy gây sự thất vọng từ gì? Dì Mỹ Lan ơi, tại sao dì thất vọng đến như vậy ạ? Thì thấy là bạn gái này là cũng rất là dễ thương, hiền, có hiếu với gia đình á, rồi bé rất là thông minh nữa, thành ra cũng hơi tiếc. Dạ. Mẹ ơi, xin lỗi chị vậy, mẹ? Thành thật xin lỗi thì... Mẹ ơi, tại sao cũng... mẹ lại quyết định nhà số 3 ạ? Tại vì cháu nó hơi nóng tính đó. Dạ. Với lại tôi thì cần người chăm sóc con gái tôi, chứ không phải là con gái tôi phải chăm sóc ngược lại, là bằng cách là tìm một người hiền dịu để xoa lại cái nóng tính của anh đó thì chắc không được rồi. Dạ. Vậy thì ngay bây giờ để xem là chàng trai được đồn là nóng tính thì khi xuất hiện tại đây sẽ mang đến một diện mạo như thế nào. Chúng ta chào đón Quang Huy tại sân khấu của Cho Phép Được Yêu. Xin mời. Yeah.
Thưa mẹ, khi mẹ thấy em Huy xuất hiện tại đây thì mẹ có thay đổi nhận định của mình về em là một chàng trai nóng tính không ạ? Hơi bị lung lay một chút ở chỗ anh trai này, mẹ. Đẹp trai. Nói chung là không chê điểm nào. Dạ. So với con gái tôi còn thấy mắc cỡ nữa ạ. Mẹ lại khiêm tốn nữa rồi. Mẹ lại khiêm tốn. Không phải, thật sự luôn. À, tại chương trình, không phải tại tôi. Huy năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em 23 tuổi. 23 dạ. tuổi thì vẫn còn dậy thì được 5, 2 năm nữa. Dạ. À, đối với đàn ông á, thì 23 vẫn còn nhỏ, 30 mới bắt đầu là trưởng thành. Dạ, thì cảm ơn em. Anh nên... anh nên điều kiểm soát lại cái cơn nóng của mình và đừng có để nó lộ nó ra bên ngoài. Cái đó là một cái điều rất là quan trọng trong công việc cũng như là trong cuộc sống sau này. Dạ, em chúc anh thành công trong công việc. Cảm ơn những lời chia sẻ của em. Một cái vỗ tay để gửi lời chào đến hai dì cháu ạ. Cho phép được yêu. Phải là chàng trai trẻ tuổi Quang Huy thật không may mắn khi đã bị loại khỏi cuộc chơi. Chặng đua nước rút còn lại sẽ là sự tranh đấu quyết liệt giữa hai gia đình Thanh Trung và Thanh Hậu. Liệu hạnh phúc đích thực của Vân Anh sẽ là ai? Hãy đến với vòng cuối cùng ngay bây giờ. Còn chờ gì nữa, hãy cùng chào đón chàng trai đầu tiên xuất hiện tại đây. Đó chính là bạn Thanh Trung, con của mẹ Ngọc Lan. Xin mời. Bây giờ 3 phút dành cho hai bạn tâm tình bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Anh là Trung, còn em? Dạ em tên là Vân Anh. Theo anh thấy lúc mà coi clip á, thì kêu em chưa có mối tình nào. Dạ. Thì cho anh hỏi là em thích một chàng trai trưởng thành đúng không? Dạ. Thì quan điểm của em về một tình yêu trưởng thành là như thế nào? Quan điểm tình yêu trưởng thành, đã nói là tình yêu thì nó đơn giản lắm đối với em. Nó không có cái gì rắc rối hết. Nó có chữ trưởng thành ở đây là vì mình đã trưởng thành rồi, mình phải nghiêm túc. Mình đừng có trẻ con quá, mình đừng hờn giận nhau. Em muốn cuộc sống của mình nó trôi qua êm đềm á. Dạ. Và chỉ đơn giản giống như mỗi lần anh đi làm về mệt á, cái có một người kế bên cạnh anh, hôn anh và nói là không bao giờ rời xa anh thôi. Và em á thì cũng xin nói thẳng với anh luôn là lúc này đây, một cô gái rất là xinh đẹp đứng trước mặt anh. Nhưng nếu cô ấy đeo một cặp mắt kiến và không có trang điểm thì anh sẽ nghĩ sao? Theo anh á, quan điểm về tình yêu trưởng thành của anh á, đầu tiên là xuất phát từ sự chân thành, sau đó là sự thấu hiểu và cuối cùng là bao dung. Dạ rồi. Anh thích một người con gái thông minh, bận rộn có nghĩa là anh bận rộn, cô ấy cũng bận rộn, thì những cái khoảnh khắc mà cả hai dành cho nhau á thì nó mới thật sự là thoải mái và hạnh phúc. Anh không muốn một tình yêu con nít, có nghĩa là lúc nào mình cũng nhắn tin hay là dạ. suốt ngày gặp nhau, như vậy thì dần dần nó thành nhàm chán. Vậy anh cho em hỏi là cuộc sống của anh đó, em thấy hình như là ổn định rồi á. Cuộc sống dạ, của anh ổn định. Em thấy mẹ anh cũng rất là hài lòng về anh. Nhưng mà em muốn biết á, anh sợ nhất điều gì vậy? Anh sợ nhất á, sự phản bội. Dạ rồi. Anh sợ sự phản bội. Cái đó là trong tình yêu thôi. Đúng rồi. Dạ, còn trong cuộc sống, còn ngoài xã hội thì anh sợ nhất điều gì? Trong cuộc sống và xã hội á, thì giả dối. Dạ. Anh thích cái gì đó nó chân thành, nhẹ nhàng thôi. Dạ. Thì em cũng chia sẻ với anh luôn là em sợ nhất là cảm giác bất lực á. Khi mà nhìn người mình yêu phải đau khổ hay là không có vui á. Dạ. Hết giờ. Dạ. Cho phép được yêu. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Thanh Hậu. Wow. Bây giờ thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Không biết là
Cái công việc của em học tập nhiều quá thì em có thể đi chơi với anh những lúc mà anh rảnh rỗi được không? Em nghĩ á, khi mà mình bắt đầu yêu thì sẽ có thời gian cho nhau thôi. Nếu mà mình thật sự muốn tìm hiểu với nhau thì em cũng thấy là hiện tại anh chưa có được ổn định trong công việc, đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ tương lai anh sẽ là ai? Thì tương lai của anh á, sau này là một đạo diễn và sẽ mở công ty. Thì công việc hiện tại là đang học và đã phát triển được. Thì hiện tại là anh đã xây dựng được một nền tảng là làm những clip ngắn và phim ngắn. Tại sao anh lại chuyển qua là làm đạo diễn vậy? Cái ngành sư phạm nó đâu có liên quan gì tới cái ngành diễn viên, diễn xuất thôi. Tại ngày xưa thì cũng mê con nít. Dạ. Thì nói chung là nhật làm em những... Em nghĩ là anh đã có chuyển biến trong suy nghĩ của anh, đúng không? Tại vì mình làm những cái gì mà mang nụ cười tới cho người khác thì mình cảm thấy hạnh phúc và vui, nên thì làm theo cái nghề mình đam mê, đó là nghệ thuật, thì lúc nào cũng phải mang nụ cười tới cho mọi người á. Dạ. Thì đối với anh hạnh phúc nhất là gì? Hạnh phúc nhất của anh á là nhìn mọi người cười. Không quan trọng là anh buồn hay anh vui, miễn thấy người ta cười là anh vui và hạnh phúc. Em nghĩ anh là một người tuyệt vời. Thật sự mà nói thì một người mà biết sống cho người khác và nghĩ cho người khác thì rất là khó kiếm. Dạ. Và em nghĩ là chắc anh đã có một cái suy nghĩ chững chạc hơn trong cái, nếu mà anh có một chuyển mình từ sư phạm qua đạo diễn, tại vì làm đạo diễn đâu có đơn giản đâu, đúng không? Anh cũng biết được mà. Thì đúng. Hiện tại thì anh thi đậu trường đạo diễn luôn không? Dạ, hiện tại là đang học đạo diễn. Học năm mấy rồi anh? Dạ, năm 2. Năm 2 đạo diễn rồi, vì dạ, anh còn 2 năm nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, đây là vòng cuối cùng và vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, đây là vòng quyết định để xem chàng trai nào của chúng ta lấy được lòng của nhà gái. Ngay bây giờ không chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với báu vật của cô Ngọc Lan và em Thành Trung đã mang đến, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Let's go. Cái mùi thơm nha, chắc chắn trong đó phải có bò. Không biết là cái món gì mà có bò thôi. Bò hả? Chúng ta đoán xem nha. Sao nó còn anh? Cái độ ấm nóng. Độ ấm nóng. Hay thôi, là phở bò. Anh đang lăn tăn giữa hai món là bò kho và bò Bít và tết. Phở bò. Phở bò. Là tại vì cái mùi của nó nồng mùi bò. Phở bò. Phở bò, dạ đúng rồi. Đây là một cái món ăn mà gia đình tôi đang kinh doanh. Và đây cũng là một món ăn truyền thống của Việt Nam mình, mà tôi nghĩ rằng không những người Việt Nam mình thích mà cả khách nước ngoài cũng rất là thích. Cho nên tôi muốn là mai này nếu các cháu có tới được với nhau thì cháu Vân Anh cũng sẽ về bên gia đình tôi và cùng chung tay với gia đình tôi để phát triển cho cái ngành ăn uống này ngày một tốt hơn, ngày một phát triển hơn. Yeah. Nghĩa là mình mang một cái giá trị là có sẵn một cái công việc backup sẵn rồi đó. Nếu mà các em thích đó, thì về bán phở bò, làm bà chủ, ông chủ. Còn nếu không thích thì cứ bay nhảy, rồi gia đình cứ để sẵn đó cái công việc truyền thống của gia đình, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Đó là cái thông điệp mình mang đến món phở bò này. Nhưng để xem là báu vật của gia đình còn lại khi mà mẹ Mỹ và em Hậu sẽ mang đến cho phép được yêu là gì? Mời món báu vật của gia đình nhà số 2. Dạ, cho Hiếu hỏi là đây là đồ tươi sống. Đây có phải là những cái con vật nó cao càng hay là có đồ nhọn ạ? Nó không có nhọn, nhưng mà nó là có thể là những con vật. Rồi vô nó có cắn không ạ? Không. Nó là con thiệt hả cô? Dạ. Có lẽ là cái con mà không biết con gì. Thú cưng của người ta nó bóp nhẹ nhẹ thôi. Lấy ra luôn đi. Ê! Giả bộ thôi. Ủa màu xanh mà. Màu xanh mà. To
không? À cái này là cái con nãy á hả? Trời ơi, thiệt luôn á. Cái này mà cái con hả mẹ? Cái này mà cái con Con cái đó góp phần tạo lên thành một cái con đó anh. À, hợp lý. Dạ, báu vật ngày hôm nay con mang tới đây á là cái bong bóng. Bong bóng này có thể giúp các bạn thư giãn, và buồn thì các bạn có thể cầm nó chơi và sáng tạo những cái hình thú mình thích và quên đi cái nỗi buồn, không còn âu lo trong những cái công việc nữa. Vậy thì mình mang vật bóng này đến đây để trình cho nhà gái với thông điệp gì? Dạ, với thông điệp là con luôn mang niềm vui tới cho gia đình cô và con gái của cô và tất cả mọi người xung quanh cô ạ. Và thưa quý vị, ngay lúc này Phương Hiếu đã trở về với Hồ Bích Trâm và nữ chính của chúng ta để chuẩn bị hai gia đình nhà trai đến với một phần gây cấn nhất ngày hôm nay. Đó chính là phần tranh luận. Đơn giản chỉ bằng một câu trả lời cho câu hỏi vì sao không nên chọn gia đình bên kia. Bây giờ, màn đối đầu xin được phép bắt đầu. Đối với riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng nền tảng vững chắc để có một cái gia đình hạnh phúc là kinh tế. Nó cũng góp một phần rất là quan trọng trong tình yêu, hôn nhân và gia đình. Cho nên nếu mà có một nền kinh tế vững vàng rồi và có một cái nghề nghiệp truyền thống để mình lỡ mà trong kinh doanh có cái gì rủi ro, mình có thể là cái chỗ để mình lui về rất là an toàn trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng nếu mà chị chọn gia đình bên kia thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều rủi ro. Cái thứ nhất là bạn trai bên kia còn đang phải đi học. Cái thứ hai nữa là nghề nghiệp bây giờ chưa thể nói lên được một điều gì hết, bởi vì đang vẫn còn là ở phía trước. Thì tôi nghĩ rằng những cái gì hiện tại trước mắt mình nhìn thấy, mình sờ thấy và mình tiếp xúc, mình sẽ là cái người quyết định cho tương lai của các cháu. Thì theo mình nghĩ là cái nền tảng hạnh phúc trong gia đình thì là phải có một người đàn ông, là dù là anh đã kinh tế, anh đã ổn định, nhưng mà tình yêu, tình đối trong gia đình, như tình thân gia đình, như là phải biết yêu vợ, yêu con, cái nghĩ ta là người có tiền, có bạc, rồi người ta không có quan tâm tới cái tình cảm của vợ. Có đôi khi anh ấy suốt ngày anh đi miết, rồi anh để vợ nhà, anh nghĩ là tao cầm tiền về đây cho cô nè, là cô hạnh phúc. Cái đó không đúng, là anh phải nghĩ, suy nghĩ tới cái quan tâm tới cuộc sống của vợ, cái con, cái tình cảm. Con nó cũng đang, ví dụ như nó sanh ra đứa bé nó cũng đang trông chờ ba, hoặc là bé đi học, bác cũng có sự ba dạy dỗ, hướng dẫn. Cái này ba suốt ngày ba làm, ba có tiền, cứ ba đưa tiền cho con là đầy đủ, là cứ nghĩ vậy là mình tốt, là mình làm cái nền tảng. Thì đứa bé, có những đứa bé con nhà rất là giàu, nó cũng sẽ rất là sinh hư, là nó sẽ theo bạn bè, ta có tiền, ta ăn chơi thế này. Gia đình tôi á, là có một nền giáo dục rất là căn bản. Tôi giáo dục cho các con, các cháu của tôi á, là phải biết trân trọng những cái gì mình làm ra, đồng tiền mình làm ra bằng mồ hôi và nước mắt của mình, và có khi có cả máu mình đổ trong đó nữa. Thì cho nên phải biết trân trọng với đồng tiền đó, và cái hạnh phúc gia đình đây là điều rất là quan trọng. Gia đình tôi giáo dục con cháu chúng tôi rất là kỹ lưỡng, cho nên cháu có gia đình mai này cháu sẽ có bản lĩnh để mà đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho vợ của cháu. Và tôi nghĩ rằng nếu mà không chọn bên đó là cũng một cái yếu tố nữa là về ngoại hình nhé. Thì ngoại hình nó cũng rất là quan trọng, mà hai nữa là nhất là cái sức khỏe của con người. Dạ. Nếu mà là có sức khỏe tốt thì sẽ bảo vệ được vợ thì con mình, trai mình nó chắc cũng là sức khỏe rất là tốt, nó đâu có. Nếu đâu, mà dáng dấp nó cũng rất là dễ thương, con thì cũng rất đẹp trai và rất là dễ thương. Thế nhưng mà có một cái thể hình mà khỏe mạnh, cái ngoại hình cũng chưa có thể nào mà khẳng định là cái gia đình có hạnh phúc hay không. Đúng. Có đôi những cái chàng mà đẹp trai đi ra đường thì đó thì rất là nhiều người thích, nhưng mà chưa chắc là. Quan trọng là cái tâm hồn của mình có yêu vợ gia đình hay không, trân trọng gia đình hay không. Đâu phải là ta là đẹp trai, là ta là ngon hơn, là ta có thể là đi ra đường, thí dụ như cô này cô kia, thì đâm ra cái gia đình nó mất hạnh phúc. Tôi ý kiến như này. Từ xưa ông bà ta đã có câu là lấy vợ thì phải xem tông, mà lấy chồng thì phải chọn giống. Tôi nghĩ rằng một cơ thể khỏe mạnh và một
cái thể lực như vậy thì mai này là sẽ là bờ vai vững chắc để cho vợ con người ta dựa vô. Cái ý gia đình hồi xưa ông bà nói là phải xem cái tông, xem giống hoặc là chọn vợ là coi cha mẹ có đàng hoàng, đứng đắn, có dạy con đạo đức hay không. Cái đó là thể hiện cái tâm hồn chứ không phải là cái hình dáng bên ngoài. Tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của chị. Tôi nghĩ rằng gia đình tôi không có cái gì để ai có thể chê trách được. Con cháu tôi cũng rất là hiếu thảo và biết sống, biết suy nghĩ, biết hy sinh cái gì và biết giữ gìn cái gì để gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đến với phần hồi hộp nhất của Cho phép được yêu, cũng chính là kết quả của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng điều may mắn sẽ mỉm cười, phụ huynh sẽ lựa chọn đúng như ý mong muốn của Vân Anh. Nhưng mà cho anh hỏi trước khi anh hỏi gia đình của mình, có hay không có thiện cảm từ Vân Anh dành cho một trong hai chàng trai này? À, dạ em có. Có đúng không? Có. Rồi như vậy là đủ. Hy vọng rằng là gia đình mình tìm đúng người thôi đúng không? Dạ. Vậy thì tất cả đã sẵn sàng, gia đình nhà gái hãy cho chúng tôi biết giữa Thanh Trung, cháu của cô Ngọc Lan, và Thanh Hậu, con của mẹ Nguyễn Thị Mỹ, đâu là chàng trai mà gia đình cho phép được yêu? Một bên nếu mà có hoàn thiện về bề mặt ngoại hình hơn do sự chăm chỉ tập luyện, có nền tảng gia đình tốt, thì bên còn lại có sự ấm áp, chan hòa yêu thương tình cảm gia đình, và hơn hết là rất yêu thích con nít. Đúng vậy. Ở đâu cũng có cái lợi thế hết, nhưng quan trọng là ngay lúc này, 9 giờ phút này, gia đình nhà gái cảm nhận và dựa theo những cái mong muốn của con gái mình, hiểu con gái mình để lựa chọn chàng trai nào cho con gái mình mà thôi. Vậy thì thưa mẹ Mỹ Vân, hãy cho chúng tôi biết giữa Thanh Trung và Thanh Hậu, đâu là chàng trai mà gia đình cho phép được yêu? Dạ, sau đây là tôi có một kết luận lựa chọn. Theo con gái tôi thì nó lại thích diễn viên, là vì nó đã đậu diễn viên điện ảnh 2014. Và sau đó nó cũng định tốt nghiệp đại học, nó đi đạo diễn. Nhưng mà do là tôi không đồng ý, là vì tôi sợ con gái tôi lại cực khổ, và tôi muốn nó sớm lập gia đình và thành công, thành đạt trong sự nghiệp và kinh doanh. Nên tôi đưa cháu nó vào lĩnh vực bất động sản theo mẹ. Là vì mẹ kinh doanh bất động sản đã từ mười mấy năm rồi. Và tôi xin chọn nhà số 4 và loại nhà số 1. Đó chính là Thanh Hậu, con của mẹ Nguyễn Thị Mỹ. Xin chúc mừng. Dạ. Ây da, như vậy là chàng trai yêu con nít, có một chút xíu tính con nít để hòa đồng và mong muốn mang tiếng cười đến tất cả mọi người đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình bằng việc học thêm đạo diễn sân khấu. Không biết bây giờ trái tim của Vân Anh như thế nào. Và không đợi lâu nữa, mình đếm đi anh ơi. Một, hai, ba. Em đồng ý. Đồng ý không ạ? Em đồng ý. Đồng ý thì đi vô giấc tay ra ạ. Hai, mời hai bạn. Wow, bất ngờ nha. Quá bất ngờ. Hãy cho anh biết lý do tại sao vậy Vân Anh. Thật sự là trong cuộc sống bận rộn như thế này á, thì em hiểu được á là ít có ai mà nghĩ tới người khác lắm. Câu đầu tiên em nhìn thấy anh thì anh nói là hạnh phúc là khi đem đến hạnh phúc cho người khác. Thì em thấy được là người ta kiếm nhiều tiền để được hạnh phúc thì anh là nó đơn thuần lắm, nó miễn phí. Đó là đem hạnh phúc cho người khác, đó là hạnh phúc của anh. Miễn phí. Dạ. Quá là tuyệt vời. Đối với anh hạnh phúc nhất là gì? Hạnh phúc nhất của anh đó là nhìn mọi người cười. Không quan trọng là anh buồn hay anh vui, miễn thấy người ta cười là anh vui và hạnh phúc. Em nghĩ anh là một người tuyệt vời.
Và đến đây thì Phương Hiếu và Hồ Bích Trâm cũng rất mong muốn gửi những thông điệp này đến cho quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Hãy tin vào tình cảm và trái tim của mình, chứ đừng tin vào những gì bên ngoài. Thậm chí điều đó có đẹp đẽ đến mấy thì chúng ta phải trải nghiệm, phải cảm nhận thì chúng ta mới thấu hiểu được điều đó. Chương trình Cho Phép Được Yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện, phát sóng định kỳ vào khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.